Hello, xin chào tất cả anh chị em đến với chương trình nhịp đập thị trường của Tiemtech Profit của Linh Phan. Hôm nay là kết phiên ngày 9 tháng 5 năm 2023 và chúng ta thấy rằng là thị trường lại tiếp tục có một cái phiên giằng co. Cũng không biết là phe bò hay phe gấu sẽ thắng. Và chúng ta thấy rằng là cái giao dịch trong giai đoạn này thì khá là ảm đạm. Vậy thì cái xu hướng trong thời gian tới nó sẽ như thế nào và chúng ta nên quan tâm đến dòng cổ phiếu nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi video dưới đây. Nhưng trước hết thì anh chị em cũng đừng bỏ qua cái cơ hội đăng ký cái khóa học miễn phí của Tech Profit vào cuối tháng 5 này. Đó là khóa miễn phí 6 ngày do mình, bạn Chi và bạn Khánh sẽ tổ chức cho mọi người, và tổ chức vào các buổi tối. Thì đường link đăng ký ở phía mô tả hoặc là phần dưới comment hay cái dòng chữ chạy này, thì anh chị em có thể là vào đăng ký để giữ chỗ những cái slot đầu tiên. Giai đoạn này thì mình nghĩ là chúng ta cũng dành thời gian cho học hành, cho nghiên cứu để làm sao chúng ta sẽ đón chờ những cái cơ hội nó tốt hơn ở phía trước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thị trường. Đầu tiên thì nếu như chúng ta nhìn vào cái chỉ số VN Index thì chúng ta sẽ thấy ngay được cái câu chuyện đó là Index trong giai đoạn này thì nó cũng đã có những cái tín hiệu nó tương đối là nó tích cực hơn. Sau một cái chuỗi giảm đâu đấy khoảng 15-16 phiên gì đó, và nếu như mình có dùng cái nến Heikin thì mọi thứ trông nó có vẻ nó cũng sáng sủa hơn, đúng không ạ? Nến Heikin là những cái cụm nến để xác nhận là cái sự đảo chiều và xu hướng. Và chúng ta thấy là sau một chuỗi những cái nến đỏ, đúng không ạ? Và bắt đầu là cái đà rơi giảm dần, bắt đầu xuất hiện hai cái nến Heikin to và có cái sự confirm cả về mặt khối lượng, thì mình thấy rằng là đây cũng có thể là cho một cái tín hiệu về đảo chiều trong ngắn hạn. Thì với hai cái nền Heikin này thì mình nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có thể tham gia thị trường ở một cái tỷ trọng đâu đấy khoảng 40% cổ phiếu quay đầu thì đấy là cái chuyện mà cũng có thể chấp nhận được, và cổ phiếu nào mà đạt những cái điểm mua an toàn thì chúng ta cũng có thể chúng ta nhặt trước trong cái giai đoạn này, khi mà những cái cổ phiếu đó cạn vôn này, rồi thì rơi về những cái vùng support khá là cứng, tức là điểm mua tương đối là an toàn, thì chúng ta có thể nhặt trước. Và giai đoạn này thì mua break thì mình thấy rằng nó cũng sẽ tương đối là nó mạo hiểm, thì chúng ta thường sẽ mua những điểm mua sớm như vậy, và nếu mà có break 2 đến 3 cây chẳng hạn thì chúng ta sẽ canh, chúng ta chốt thôi. Đoạn này thì trading rất là ngắn. Và chúng ta thấy rằng là với cái cụm nến đảo chiều như thế này thì chúng ta có thể kỳ vọng vào cái câu chuyện đó chính là index nó sẽ có thể nó tiệm cận cái cạnh trên loanh quanh cái khu vực 1080. Và bây giờ nếu chúng ta kẻ cái đường xu hướng như thế này, chúng ta thấy rằng index đang dao động trong một cái biên độ khá là hẹp. Đó, đâu đấy khoảng cái vùng khoảng 1030 đến 1080 gì đó. Thì đấy là kịch bản tích cực, là mình nghĩ là nó sẽ đi lên trong nghi ngờ và loanh quanh cái vùng 1080, và chắc chắn là nó sẽ có cái sự phân hóa. Để nói rằng là cái câu chuyện là thị trường sẽ có cái dòng nào dẫn dắt trong giai đoạn này thì mình chưa thấy. Có chăng thì mình cũng có đang quan sát cái dòng, một là dòng đầu tư công, hai là dòng chứng khoán, nhưng mà thực tế là đầu tư công thì trong cái upside nó cũng không được nhiều. Tức là nếu như dòng đó có chạy thì mình nghĩ chắc được khoảng 2 đến 3 phiên thôi là nó lại gặp những cái vùng kháng cự tương đối là mạnh. Cho nên là nếu mà để nói là một cái dòng dẫn dắt đủ mạnh để kéo index lên trong một cái xu hướng nó dài hạn hơn thì mình nghĩ rằng là nó chưa có cái dòng nào. Đó, thì đấy là cái vấn đề mình cũng tương đối là băn khoăn trong giai đoạn này. Và ở giai đoạn này thì mình cũng giữ một cái tỷ trọng cổ phiếu nó vừa phải và lựa chọn những cái cổ phiếu đơn lẻ để mình tham gia thôi. Đó, thì index thì nếu mà trong trường hợp mà xấu thì có thể là gì? Nó sẽ chạm cái khu vực đâu đấy là cái vùng này. Đúng không? Thì nếu như là đây là vùng 1060, 1065 là cái vùng mà mình trước đây mình thường chia sẻ với anh chị em. Thì đó là cái vùng mà nó gọi là cái vùng volume profile tập trung khá là nhiều. Đây, cái khu vực này. Đó, thì đây là cái vùng cản rất là mạnh. Và nếu mà trong trường hợp mà giả sử có một kịch bản xấu hơn, tất nhiên là xác suất thấp thôi, là nó sẽ có một cái nhịp mà rũ bỏ mạnh, gãy mạnh, thì mình nghĩ rằng là nó chỉ có đâu đấy khoảng 2 đến 3 cây thôi. Cùng lắm là nó sẽ rơi về cái vùng đâu đấy khoảng 1020, thì đấy là cái vùng mình nghĩ rằng là sau những phiên watch out như vậy thì thị trường nó sẽ ổn hơn. Tất nhiên là nếu mà có watch out thì đấy lại là cơ hội mua, và mình nghĩ rằng là nó sẽ không thể giảm mạnh ở một cái nền thấp và vôn cạn như thế này được, mà nó chỉ có 1-2 cây watch out gì đó rơi về 1020 thì mình nghĩ là nó sẽ ok. Quay trở lại về cái những cái diễn biến về mặt tổng quan thị trường, thì nếu mà anh em chúng ta nhìn vào cái chỉ dự báo về số mã nằm trên MA20 hay số mã nằm trên MA50 thì sau mấy cái phiên vừa qua thì nó đã có cái sự tích cực hơn, tức là xu hướng thì ở cái vùng là khoảng 72% ở cả hai cái chỉ số này, và ở cái vùng rủi ro thì đâu đấy là ở cái vùng trên 80%, thì nó cũng không còn cách quá xa. Thế là nếu với cái đà này thì chắc là độ khoảng trong vòng một tuần tới quay đầu
thì nó sẽ hít vào cái vùng rủi ro, và nếu như nó ở cái vùng rủi ro này thì khả năng cao thị trường nó lại có một nhịp điều chỉnh nữa. Đó, thì ở cái vùng này nó cũng sẽ là cái vùng tương đối lửng lơ. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là thị trường giai đoạn này thì cái dòng tiền nó tương đối là nó yếu, thì nó cũng không có thể là vẫn sẽ những cái nhịp chỉnh như vậy, thì mình vẫn nghĩ là sẽ có cái sự phân hóa nhất định chứ nó không có sự giảm quá mạnh. Tâm lý VN30 thì ở vùng trung tính là cái vùng mà tương đối là khó ra quyết định, cả mid cap, tâm lý mid cap với tâm lý VN30 hay small cap nó đều ở vùng trung tính. Đó, tất cả những chỉ báo độ rộng thị trường thì nó đang ở cái vùng nó lửng lơ. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó qua một số những cái nhóm ngành. Đầu tiên là chúng ta sẽ như thường lệ chúng ta sẽ ngó qua cái nhóm cổ phiếu vua là nhóm banh. Vietcom thì mình nghĩ rằng là nó ở cái vùng này rồi thì mình nghĩ là nó sẽ có xu hướng là nó chỉnh thôi. Con này thì chuyên để múa chỉ số thôi. Không có gì đáng để nói về cổ phiếu này. Bit thì mình nghĩ là đây nó cũng lại có một cái cản ở đây. Thì nói đến Vietcom hay Bit là chuyên để kéo chỉ số thì mai ngày kia là hit cái vùng cản ngắn hạn ở đây rồi. Thì khả năng là nó chững lại, nó điều chỉnh là chuyện bình thường. TTG này. TTG thì mình thấy rằng là cũng đã rơi về cũng vùng support cũng tương đối ổn. Cũng tương đối ổn và vol thì cũng tương đối là cạn rồi. Nhưng cái xu hướng thì nó chưa được cải thiện thôi. Xu hướng chưa cải thiện thì nếu như mà nó GG ở đây một cái khoảng thời gian, tức là cái đà rơi này nó chững lại và nó thoát phải cái trend ngắn hạn này này, thì có thể cân nhắc là anh chị em nhập túc tắc đó, và kỳ vọng ngắn hạn thôi. Chắc là lên đến đây chúng ta có thể là canh nó chốt thôi. Còn nếu mà tiếp tục nó thủng đây thì bỏ. Thử ngó qua họ nhà Vinhome thì ở đây mình có chia sẻ là nó đang swing ở trong cái hộp này và nó đang cái sát ở cái cạnh trên của cái hộp, đúng không ạ, đang sát ở cái cạnh trên của cái hộp, cái nửa trên đó. Thế thì ở cái vùng này tương đối là lửng lơ để ra quyết định. Với những họ như Vin thì mình cũng chỉ dùng để mình xem cái chỉ số thôi. Thì nhìn thế này là đang vỡ đáy thôi. Được cái là vỡ đáy nhưng mà nó cũng không bị giảm quá sốc. Thì nếu mà trường hợp gọi là tích cực hơn thì nó sẽ lấy lại được cái nền trên cái đường kẻ xanh này thì mọi thứ nó sẽ ổn hơn. Còn nếu mà vích mà nó thủng nó lịm dần thì mình nghĩ rằng là sẽ đi về cái vùng nó cũng tương đối là xa đấy. Đây những cái vùng support bên dưới này nó ở tít dưới này cơ. Đó, về vùng này thì chắc là nó sẽ phải có một cái cú trigger nào đó, một cái biến cố nào đó thì nó sẽ vỡ về cái vùng này. Đó, nhưng mà nếu mà VIX về vùng này thì index thì chắc là phải về rất là sâu. VRE thì cũng đang loanh quanh cái khu vực này, đúng không ạ? Loanh quanh cái khu vực trong cái hộp này. Vẫn như vậy, vùng trung vị và xu hướng thì đang là xu hướng giảm, khả năng là sẽ tiến tới cái khu vực này. Nói chung nhìn về trụ thì đang không thấy tích cực lắm. Đó, Bit, Vietcom thì đều có cản. Nhóm họ nhà Vin thì cũng đang ở trong cái trend giảm, hoặc là ví dụ VIX thì lại bục đáy. Cho nên là mình chưa nhìn thấy cái cửa nào nó quá là sáng ở trong giai đoạn này. MB, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái nhóm banh thương mại. MB thì nếu như chúng ta có một cái đường xu hướng ở đây, đúng không ạ? Và một cái cản ở đây thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta thấy ngay là nó đang ở cái vùng trung vị, vùng trung tính. Đó, ở cái vùng trung tính này thì thường mình sẽ không ra quyết định mà chúng ta sẽ đợi nó rơi về những vùng hàn sâu hẳn đây chúng ta mua nó sẽ tốt hơn. Techcombank. Techcombank thì sau những cái cú chỉnh hôm nọ thì về cơ bản là nó vẫn đang giữ được ở phía trên cái đường cản chéo nối hai cái đỉnh ngắn hạn này. Nó tức là nó vẫn đang test lại cái đường cản chéo này. Đó thì mình nghĩ rằng là với anh chị em mà nhà đầu tư mà chúng ta có thể là chúng ta kỳ vọng một câu chuyện dài hơi hơn của tech thì mọi người cũng có thể là mọi người cân nhắc là cái vùng cạn vô như thế này mọi người nhặt. Còn nếu mà nó thủng ở đây thì chắc là chúng ta sẽ phải đợi nó về đây, đúng không ạ? Còn nếu mà nó ok nó giữ được cái vùng này thì mình có thể cúp tóc mình nhặt được. Còn nếu mà thủng đây thì nó stop loss. STB thì mọi thứ trông có vẻ là sáng sủa hơn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà ta nhìn ở đây thì nó sẽ có một cái cản ngay đầu, tức là nối các đáy với nhau, thì sau khi thủng cái cản đó thì bây giờ nó đang test lại cái cản này, và nếu như mà nó fail thì khả năng là đi rất là xa, thì chúng ta sẽ đón chờ nó ở đây. Thì với những người cầm tiền thì những khu vực phía dưới này nó sẽ rất là hấp dẫn đối với STB. Đó, còn cái vùng cản của nó, kháng cự của nó, ví dụ anh em mua ở đây, đúng không, lên đây trả được bao nhiêu cả, rất là khó đánh trong giai đoạn này. Thì thà là nếu mà ok nó chỉnh sâu về những vùng dưới này thì mình sẽ dễ ra quyết định hơn.
VP. VP thì mình sẽ đợi nó ở đây cơ. Đây, đợi những vùng này lấp lại cái gap up của cái giai đoạn trước. Đây, đây có một cái gap up ở đây khá là lớn. Nếu mà lấp được cái vùng này mà rơi về support ở đây thì mình nghĩ là nó sẽ ổn hơn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có qua trứng SSI. Giai đoạn này thì mình thấy là trứng cũng khá hay. Trứng đặc biệt là trứng lớn thì cũng khá hay. SSI, HCM, VND các thứ thì có thể tập trung những cái nhóm trứng lớn, nhưng mà với mình thì những cái cổ phiếu chứng khoán nào mà nó ít pha loãng ở trong cái giai đoạn mà 2021 2022 ấy, thì mình sẽ lựa chọn. Đây, trứng là nhìn ví dụ những cái nhịp này thì có vẻ là ổn này. SSI là ổn nhá. Nhưng mà bây giờ thì nó đang không cho điểm mua. Cái điểm mua của nó là nó ở loanh quanh khu vực này cơ, thì nhìn nó đỡ ghê hơn. Giờ nó cũng chạy mấy phiên rồi. Mua thì nó cũng lại hơi lửng lơ và nó sát cái đỉnh này. SSI này, HCM HCM cũng sát đỉnh. Và HCM thì thủng cái cản chéo và cũng đang sát cái cản trên. Cái vùng mua này đối với HCM thì nó hơi nguy hiểm. SSI, HCM, VND. Đó. Đa phần trứng to thì mình thấy rằng là cũng chạy cũng được vài phiên rồi đó. 2-3 phiên rồi. Đó. Thì đối với chất đinh, chỉ thuần với chất đinh thì có thể cân nhắc đối với cái nhóm ví dụ như SSI, VND mà nó test lại cái cạnh dưới này. Quanh quanh cái khu này. Thì mình nghĩ là cũng có thể túc tắc nhập được, cạn vốn là nhập được. CI thì hit lại đỉnh cũ đúng không? Đây mình thử xem RSI xem có hiện tượng phân kỳ không. Đó, RSI thì phân kỳ rõ rồi, nó nhìn thấy ở đây là khi mà nó hit đỉnh cũ thì nhưng mà cái RSI nó chỉ hit được đến đây thôi. Mà nếu mà giả sử nó chỉnh một cái nó tạo phân kỳ nó sẽ trông khá là dập. Mình thì mình sẽ không mua khi mà nó chạm tăng nhịp và nó đã chạm cái vùng kháng cự ở đây rồi. Đó, thì chắc là nhìn thì có may ra có SSI bên ở đây là có thể cho điểm mua nếu như nó test lại cái cản chéo đấy, một cái cạnh dưới cản chéo đấy một lần nữa. Thép hôm nay thì khá là hưng phấn, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cái nến này thì không phải là nến tốt nhé. Một là ví dụ như chúng ta nhìn về Hòa Phát đi, Hòa Phát ở đây nó đã tạo đến 5 cái đỉnh bằng nhau rồi. Đó, 5 cái đỉnh bằng nhau, nhưng mà chúng ta thấy là những cái đường RSI thì thường nó sẽ đuối dần. Và hôm nay thì cũng có một cái nến tóc rất là dài, nó đóng cửa ở gần cái giá đóng cửa thấp nhất. Đó, cũng có confirm vol thì mình thấy rằng là khả năng là nó sẽ lại phải chỉnh tiếp. Nó sẽ tương tự. Đó, nhìn cái xu hướng RSI là chúng ta sẽ nhìn thấy. Đúng không ạ? Đó. Bao đỉnh từ dần hít lại vùng này một lần nữa. Nam Kim tương tự luôn. Đó. Ở cái form này thì mình thấy cũng khá giống cái giai đoạn mà của nhóm đầu tư công giai đoạn trước. Nó cũng có hiện tượng là nó phân kỳ ở đây, xong nó điều chỉnh, nó giật lên đây phát nữa, sau đó nó gãy. Đó. Thì với mình thì ví dụ như là Nam Kim thì nếu như anh chị em nào rất active thì hôm nay cũng có thể cân nhắc là nhập test, nhưng mà nó không được nhiều, nó upside không được nhiều, loanh quanh đây nó có cản rồi thì đâu đây nó chỉ được khoảng 2-3 cây nếu có thôi. Đó, còn trong trường hợp xấu thì nó về lại cái nền này là stop loss. Nói thật là đánh trong cái giai đoạn này thì nó tương đối là khó. Đầu tư công đi, VCG đầu tư công hôm nay thì ví dụ như VCG hôm nay cũng nến rất là xấu, không còn phân vôn lắm nhưng mà nến khá là xấu. Đó. Đây, tại sao mình nói là cái giống cái giai đoạn mà giống đầu tư công giai đoạn trước, bởi vì giai đoạn đầu tư công trước nó cũng có một giai đoạn như thế này. Đây. Đây nó cũng phân kỳ ở giai đoạn này nhá. Đó, gần như là cái đỉnh sau cao hơn này. Đó, sau đó là nó rơi. Đây. Hai đỉnh RSI gần như bằng nhau. Giá thì cao hơn thì sau đó là nó rơi. Mình thấy là đây cũng có một cái giai đoạn tương tự như vậy. Đây. Đó, và nếu mà trong trường hợp mà mình có chia sẻ là nếu mà trong trường hợp nó dướn thêm một cái nhịp ở đây, sau đó nó gãy xuống ở đây, thì mình nghĩ là chuyện nó cũng có thể là nó kịch bản thì nó lúc cũ nó lặp lại là chuyện bình thường.
Đó. Và thường thì những cái điểm mua sát sát cái vùng này thì mình nghĩ là nó cũng hơi 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 hên xui, hơi hên xui. SSI, C4G. May ra thì có C4G thì mình nghĩ là cũng có thể là cân nhắc. Tất nhiên là nó ở đây nó cũng loanh quanh cái khu vực là nó gần cái đỉnh cũ rồi. Nhưng mà nếu như mà nó có cái cơ hội về chỉnh về những cái vùng support bên dưới này thì mình nghĩ là nó sẽ khá là ok. Ví dụ vùng này là có thể cân nhắc nhặt nhặt được cho một cái nhịp chỉnh, một cái nhịp kéo lên đây. Rất nhiều những cái mã cổ phiếu là nó cũng đã thủng cái đường xu hướng hướng lên này rồi. Đó, nhưng mà có thằng C4G này mình nghĩ là vẫn thấy là giữ được cái đường xu hướng này thì đấy là tích cực. Nhiều con nó chui ra hẳn cái đường này rồi. Đó. SCN tương tự đúng không? Các cái đỉnh gần gần sát đỉnh, lực bán cũng khá là mạnh. Likuji. Likuji. Yếu, nói chung là yếu. Chưa nhìn thấy một cái dòng nào anh chị em. Bất động sản này, sale này. Sale thì hit ngay đỉnh cũ này. Điều chỉnh. Này chứng lại ngay, bốn đỉnh. Thường những cái vùng mua mà gần đỉnh cũ này mình sẽ không mua. Nhất là trong giai đoạn mà tiền yếu thì thị trường đi ngang như thế này và mua sát đỉnh cũ rất nguy hiểm. Sell này, DIG này. DIG hôm trước thì cũng lại hit đỉnh cũ và hôm nay thì có xuống chỉnh nhẹ. Đúng không ạ? Ở đây thì nếu mà anh em tinh ý, anh em thấy là cũng lại có phân kỳ rồi. Phân kỳ hai đỉnh, giá đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Nhưng mà RSI đỉnh sau thấp hơn, đúng không ạ? Rất là phải cẩn thận với những mô hình này. Sell big đất xanh. Xanh cũng ngay đỉnh cũ, đúng không? Con nào cũng thấy móc mé ngay đỉnh cũ. Sell big đất xanh Nam Long. Nam Long là phân kỳ rõ luôn này. Nhìn thấy bất động sản là mình thấy là phân kỳ khá nhiều nhé. Đây, hoặc là gần đỉnh cũ rất nhiều nhé. Đấy thì anh em phải cân nhắc này. Khang Điền này. Khang Điền cũng phân kỳ rồi đó. Khang Điền phân kỳ rồi đó. Đó, thì anh em chúng ta cân nhắc. Ở trong cái giao dịch swing này thì thường là ví dụ mua cạnh dưới bán cạnh trên đúng không? Bây giờ thì nó cũng đang rất nhiều mã cổ phiếu nó chạm vào cái vùng cạnh trên này rồi. Thì canh chốt thôi. Đó, HDC trên tương tự cũng ở cái vùng loanh quanh cái cạnh trên. Đó, cạnh dưới này thì mua cạnh trên thì là lên canh chốt thôi. Thì đó là khi mà mình điểm lại một loạt các cái mã cổ phiếu ở thị trường trong cái giai đoạn hiện nay thì mình thấy rằng là khá là ít cái cơ hội mà cho điểm mua. Nếu mà có chăng thì đấy là những cái nhịp rất là ngắn của một vài nhóm nó đã chỉnh cái đoạn trước thôi, nhưng mà nó cũng chỉ được, mình nghĩ chắc được khoảng 2-3 cây thôi là cùng thôi, rất là ngắn, nó không đủ để cho một cái thị trường nó bùng nổ được. Thì chúng ta sẽ cùng quan sát tiếp để xem là liệu dòng nào nó sẽ là cái dòng mà có thể là dẫn dắt trong giai đoạn tới. Trong giai đoạn này thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ có một vài những cái cổ phiếu đơn lẻ có đạt được những cái điểm 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 vào về mặt kỹ thuật cũng như là cũng có cái câu chuyện về cơ bản ở trong thời gian tới, khi mà một số nhóm ngành nó sẽ hồi phục trước. Các bạn có thể update cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 để chúng ta sẽ lọc ra những cổ phiếu nào nó vẫn giữ được cái doanh thu, nó không bị sụt, họ lợi nhuận không bị giảm quá nhiều, hoặc là ít nhất là họ, hay là thậm chí là nó xanh, nó tăng trưởng. Thì đấy là những cái doanh nghiệp mà chúng ta sẽ rất là đáng chú ý trong thời gian tới. Thì hy vọng rằng cái video này cũng sẽ giúp ích cho anh chị em trong quá trình mà chúng ta ra quyết định, có thêm cái góc nhìn khách quan để mọi người tham khảo. Đừng quên bấm nút subscribe của mình và tìm ra những video đều hơn. Hẹn gặp lại mọi người ở trong cái livestream vào tối thứ năm này của mình. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại, và đừng quên đăng ký khóa học và miễn phí Let's Investing vào cuối tháng 5 này ở đường link ở dưới mô tả của dưới comment. Xin chào, hẹn gặp lại.